Đây là chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV cùng Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu. Và hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 8 năm 2023. Sau đây là những bản tin chính của chúng tôi trong ngày. Xin kính mời các khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Quân đội Niger bắn một loạt bộ trưởng sau đảo chính, Pháp lên kế hoạch di tản công dân. Chính quyền quân sự Niger đã bắt ít nhất 3 bộ trưởng trong chính phủ dân sự sau khi đảo chính, gồm Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Dầu mỏ Mohamed Sani Mahamadou, cũng là con trai cựu tổng thống Issoufou Mahamadou. PNDS Taraya, đảng cầm quyền ở Niger trước khi cuộc đảo chính xảy ra ngày 1 tháng 8 cáo buộc các vụ bắt giam giới chức cấp cao của chính quyền dân sự, đã thể hiện bản chất đàn áp và độc đoán của phe đảo chính, đồng thời kêu gọi nhân dân Niger đoàn kết để bảo vệ nền dân chủ. Cuộc bắt cóc các bộ trưởng Niger được công bố một ngày sau khi Mahamat Idriss Deby, tổng thống Cộng hòa Chad ở Trung Phi, đến Niger để làm trung gian hòa giải giữa phe đảo chính và chính phủ bị lật đổ. Tổng thống Chad nói rằng ông đang cố tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, nhưng không nêu chi tiết. Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận đang lên kế hoạch di tản công dân và sẽ sớm thực hiện. Với tình hình an ninh đang xấu đi ở Niamey, một chiến dịch di tản bằng đường không từ Niamey đang được chuẩn bị. Đại sứ quán Pháp tại Niger cho biết trong một tin nhắn gửi đến công dân hôm nay, các đợt di tản sắp diễn ra trong thời gian rất hạn chế. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, có gần 1.200 công dân Pháp ở Niger trong năm 2022. Hungary hoãn phê chuẩn Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Daily News Hungary loan tin, phe đối lập của quốc gia này đã triệu tập quốc hội họp khẩn để bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Tuy nhiên, các nghị sĩ của đảng Fidesz cầm quyền và các đối tác từ đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Hungary đã không đến để dự họp, khiến cho cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn. Cuộc họp được phát trực tiếp ở trên trang mạng của Quốc hội Hungary, chỉ gồm có phần trao đổi ý kiến giữa các thành viên của các đảng phái đối lập về một số vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại. Quốc hội của Hungary kết thúc phiên họp mùa xuân vào hôm 7 tháng 7, nhưng Chủ tịch Quốc hội nước này phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của 49 nghị sĩ đối lập. Trong khi đó, các nghị sĩ ở hai đảng đó là Fidesz và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo chiếm được 135 ở trên tổng số 199 ghế ở trong Quốc hội. Họ tuyên bố chỉ xem xét việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập vào NATO vào mùa thu này. Quốc hội của Hungary sẽ họp lại vào tháng 9. Và tuần trước, Hungary tuyên bố ủng hộ quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi lập trường, chúng tôi cũng vẫn giữ cam kết rằng Hungary sẽ không cản trở bất cứ nước nào trở thành thành viên của NATO. Đó là lời của Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjártó cho biết. Chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh cho phép Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, nhưng chưa thông qua quyết định này ở tại Quốc hội. Dân Đức phải thắt lưng buộc bụng. Cứ 10 người ở Đức thì có một người không đủ tiền mua thịt hoặc cá mỗi ngày, theo dữ liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu Eurostat và được phòng tin tức Đức của Radiation Network Deutschland vừa công bố. Kết quả cho thấy lượng người Đức không có đủ tiền cho các bữa ăn gồm thịt, cá hoặc đồ chay tương đương mỗi ngày để đã tăng hàng năm từ 0,9% lên 11,4%. Điều này có nghĩa là gần 10 triệu người ở nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu đang phải cắt giảm chất lượng bữa ăn hàng ngày. Con số đáng báo động này tăng lên 19,3% ở các gia đình cha mẹ đơn thân, đánh dấu mức tăng 2,6% so với năm trước đó. Lãnh đạo đảng đối lập Die Linke trong Quốc hội Đức, ông Dietmar Bartsch, kêu gọi tạm dừng đánh thuế bán hàng với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu và để nhà nước kiểm soát giá siêu thị. Giá càng cao càng có nhiều người ăn mì với nước sốt cà chua, ông Bosch nói, đồng thời yêu cầu chính phủ đưa ra khoản trợ cấp trẻ em cơ bản. Đức cùng với một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang vật lộn với tình trạng giá tiêu dùng tăng cao khiến người dân phải cắt giảm chi tiêu. Tháng 6 năm nay, lạm phát tại nền kinh tế hàng đầu của khu vực đồng tiền chung châu Âu lên tới 6,4%. Nga nêu ra điều kiện rút vũ khí nguyên tử ra khỏi Belarus. Bộ trưởng của vụ cộng đồng quốc gia độc lập thuộc về Bộ Ngoại giao Nga là Alexei Polishchuk tuyên bố, việc thực thi vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga ở tại Belarus là một phản ứng của quốc gia này đối với chính sách gây bất ổn nguyên tử kéo dài của NATO và Mỹ, cũng như những gì thay đổi cơ bản gần đây diễn ra ở tại khu vực Âu Châu. Theo lời của ông Polishchuk, đây là biện pháp răn đe được thiết kế để bảo đảm an ninh cho không gian phòng thủ chung của nhà nước liên minh, bao gồm có cả Nga và Belarus.
Do đó, Nga chỉ có thể rút vũ khí chiến thuật ra khỏi Belarus nếu như Hoa Kỳ và NATO từ bỏ tiến trình phá hoại an ninh của hai nước này. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ phải rút hoàn toàn vũ khí nguyên tử tại Âu Châu về nước, cũng như là phá hủy toàn bộ hạ tầng cơ sở có liên quan ở khu vực này, giới chức này cho biết. Tòa Bạch Ốc lên tiếng sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là ông Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ khí nguyên tử nếu như phản công của Ukraine thành công. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là tướng John Kirby nhấn mạnh, việc sử dụng vũ khí nguyên tử tại Ukraine hay là bất cứ nơi đâu sẽ là một thảm họa cho cả thế giới và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Nga. Tướng Kirby cho biết hiện nay không có bất kỳ lý do nào buộc Hoa Kỳ phải điều chỉnh trạng thái nguyên tử của mình, cũng như là không có dấu hiệu nào cho thấy là Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 thông báo quyết định khai triển vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Belarus là một quốc gia đồng minh có chung đường biên giới với Ukraine. Chủ nhân của Điện Cẩm Linh nói rằng hành động này không khác gì so với việc Hoa Kỳ khai triển vũ khí nguyên tử ở 5 quốc gia thành viên của NATO, gồm có nước Bỉ, nước Đức, nước Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Ukraine lên tiếng về thông tin đàm phán hòa bình ở Saudi Arabia. Theo báo Wall Street Journal, Saudi Arabia sẽ mời các nước phương Tây, Ukraine và các quốc gia khác tham gia cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah vào đầu tháng 8, tập trung vào kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ukraine và các nước phương Tây hy vọng cuộc đàm phán có thể mang đến sự ủng hộ quốc tế dành cho các điều khoản hòa bình có lợi cho Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tất nhiên Nga sẽ theo dõi cuộc gặp này. Chúng tôi cần hiểu những mục tiêu được đặt ra và những gì sẽ được thảo luận. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình đều đáng được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhắc lại lập trường của Nga rằng hiện tại không thấy có cơ sở nào để đàm phán hòa bình với Kyiv. Ông Peskov cho rằng chính quyền Ukraine không muốn và không thể muốn hòa bình khi mà Kyiv vẫn còn được sử dụng như một công cụ trong cuộc chiến tập thể của phương Tây với Nga. Trong khi đó, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, đây là diễn đàn của các quốc gia có trách nhiệm tuân thủ các quyền quốc tế, thế nên Nga sẽ không có mặt ở đó. Thưa quý vị, một người hành khách big size có nghĩa là người quá khổ của hãng hàng không British Airways đã bị kẹt ở trong ghế ngồi trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau khi hạ cánh. Một ông hành khách ngoại cỡ đã bị mắc kẹt ở ghế hạng nhất trong khoảng 3 tiếng sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways hạ cánh. Theo tường thuật của báo The Sun, vị hành khách này đã không thể đứng lên khỏi ghế của mình sau chuyến bay dài 6 tiếng rưỡi, khởi hành từ sân bay Murtala Mohammed ở Lagos của Nigeria đến sân bay Heathrow ở London vào cuối tháng 7 vừa qua. Vị hành khách này đã ngồi ở ghế 1A, tức là vị trí thường chỉ dành cho những người có thẻ hạng vàng của Executive Club, là chương trình khách hàng thường xuyên của British Airways. Tờ báo The Sun cho biết, phi hành đoàn đã phải can thiệp và cố gắng trấn an vị hành khách sau khi ông này không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, họ làm cách nào cũng không thể giúp cho ông ta di chuyển được. Lực lượng khẩn cấp sau đó đã được gọi đến để đưa hành khách ra ngoài, với một tờ hướng dẫn kỹ thuật trình bày, cách thức tiến hành. Theo đó, họ phải tháo cửa buồng và phải sử dụng đến cần trục để đẩy ông ta ra khỏi ghế. Theo Business Class Experts, là một trang mạng du lịch, ghế hạng nhất của British Airways rộng gần khoảng 70cm. Vào tháng trước, CNN đã đưa tin về việc những người có kích thước cơ thể quá cỡ đã chỉ trích về việc các hãng hàng không Hoa Kỳ thu hẹp chiều rộng của ghế ngồi trên máy bay và yêu cầu những hành khách như vậy phải trả tiền để mua thêm một chiếc ghế ngồi nữa. Argentina tiếp tục sử dụng đồng nhân dân tệ để trả nợ IMF. Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa thông báo chính phủ Argentina sẽ trả khoản thanh toán đến hạn trị giá 2,7 tỷ Mỹ Kim cho Quỹ tiền tệ quốc tế bằng đồng nhân dân tệ và nguồn tài chính từ khoản vay bắt cầu trong khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ tín dụng với Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin hồi tuần trước. Đây là lần thứ nhì Argentina sử dụng đồng nhân dân tệ từ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc để trả nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin đã thông qua khoản vay trị giá 1 tỷ Mỹ Kim cho Argentina nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn. Phát biểu trước báo giới, ông Massa nhấn mạnh với phương thức thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, Argentina sẽ không phải sử dụng đến nguồn Mỹ Kim trong kho dự trữ ngoại hối. Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Argentina báo cáo dự trữ ngoại hối của nước này hiện ở mức 25,6 tỷ Mỹ Kim. Tuy vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng dự trữ ròng của Argentina thực tế thấp hơn nhiều, thậm chí đang trong tình trạng báo động. Hồi tháng Giêng, dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Argentina đạt 44,6 tỷ Mỹ Kim. Và đó là những bản tin thế giới.
Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.